cáo các bác cô chú chị, Hà Nội đang cực kỳ oi nóng. Em vẫn đang mặc áo tí chắc phải cởi trần. Thì lấy hai cây này cũng lâu rồi, thì hôm trước có quay lướt giới thiệu, hôm nay thì muốn tỉa nó một chút, với lại giới thiệu kỹ hơn về hai cây này. Có hai cây nó cùng vần SC, đó là cây linh sam và cây hoa sữa. Đều rất quái, cây hoa sữa thì tỉa bỏ mấy cành kia rồi. Đấy, còn cây linh sam này cũng vậy, vật đi những cái mầm cám thừa, nó làm tối cây bạn, với lại một số cái đầu tán nó bị hơi quá thì làm. Đây các bác nhé, đầu tiên là cây linh sam nhé. Cây linh sam này thì để mà nói mà đẹp trình độ cao thì chưa có, nhưng mà nó có một cái nét rất là hay. Thứ nhất là nó trực hoành, trực hoành và rất là trực và khỏe, và rất là khỏe, rất khỏe đó nhé. Bệ của nó thì bệ tự nhiên chứ không phải bệ xếp, bệ đan gì cả, cho nên là nó chỉ như vậy rồi, như vậy thôi, nhưng mà chơi được, không một nét gì đấy, rất tự nhiên. Và có cái cành kia nó hơi lỗi một chút nhưng mà không sao, vì nó trồng lên cái trồng lên cành này thì không sao. Và cái ngọn thứ hai là cái ngọn này, đáng nhẽ ngọn này là phải phế đi, dựng cái ngọn kia đây. Tất nhiên là linh sam nó không yêu cầu, thực sự mà nói mà phong cách bây giờ thì nó cũng không yêu cầu chi tiết đến mức độ đấy, bởi vì tán của nó có thể che đậy được những cái nét đấy, nhưng mà chuẩn nó là phải như vậy, là phải cắt đi, làm kỹ đi. Một cây rất thiên nhiên, rất là trực hoành. Đấy, mặt kia cũng rất ok, tán nó thì khỏi phải chê các bác, tán thì phải chê luôn, đùa nó rất dài, rất đầy rồi. Đấy, mặt này cũng khá là ok, rất ok. Đó, đấy là con linh sam. Ôi giời, đang nhiều hoa này các, nhưng mà thứ nhất là bị cắt đi, thứ hai là đấy, bị cắt đi nên còn một số cái nụ không. Đấy, đây là cây hoa sữa này. Hoa sữa rất quái, rất cổ quái, rất kỳ quái. Chân bệ bác mặt nhìn chân bệ đấy, thì những cái chỗ này như này này, hoa sữa thì nó rất nhanh thôi nhé. Các bác nên để, nếu mà chơi hoa sữa nên để cái này mắt cá này, nó rất dài, nó rất to, xong có u biếu đây thì cắt nó sẽ được những u biếu rất là nhanh, sữa rất là nhanh luôn. Một tí nữa em sẽ cắt nó đi, chờ dưới sau để cho nó mạch lạc. Đấy, mặc dù em biết nhưng mà thôi, vẫn cứ làm, sống hơi gấp gáp, hơi vội vàng các bác. Nó không cản rồi, để là vào việc thôi. Con linh sam nhé,
Linh Sam thì chơi bonsai thì rất là ngon này các bác, nhưng mà chính thức em sở hữu bây giờ cây này mới là gọi là giữ được, nên bây giờ là có mỗi cây này này. Đấy, sắp tới bỏ cái dây thép thì nó tiếp rất là ngọn quá rồi. Tạm thời thì làm sạch như vậy để khoe cho các bạn, chứ còn để các bác mà có nhiều kinh nghiệm về Linh Sam thì cứ comment bên dưới nhé. Em chưa có nhiều kinh nghiệm về món này đâu, đó sơ sơ thôi. Đấy, mấy dòng này nó cũng rất là dễ thôi. Và mùa đang mùa hoa mà mỗi lần là các bác quạt lá này này, xong tỉa dầm nó rất là sướng. Và muốn có nhiều hoa thì cắt hết cái gai đi các bác nhé. Cơ bản em biết như vậy. Cây này mới là cây chơi lâu lâu là đầu tiên. Sắp tới sẽ rút hết lá của cây này, lá đang già rút được rồi. Để chơi rằm làm lại vông nó thì cái này có thể là sẽ giật lại ngọn thì các bác xem sau nhé. Hôm nay giới thiệu. Bây giờ lấy đến cây sữa các bác nhá. Đấy, bây giờ là cây sữa. Sữa này thì thực ra chưa đến tuổi làm đâu, nhưng mà cũng có làm bởi vì là thứ nhất là tại sao mà em hay vội vàng các bác. Thứ nhất là cây em thường giao lưu rất là nhanh, giao lưu trong anh em xem YouTube thôi. Đấy thì thường cây bay rất nhanh và không biết là bay lúc nào, thế này cố gắng sở hữu và có một số ấn gì đấy đối với nó thì rất là vui. Thế nhưng không để nó thảm hại hoặc là nó như nào đấy, nó tồi tệ đi mà chỉ có tốt lên thôi các bạn ạ. Bây giờ em sẽ tỉa sơ sơ để các bác xem và có thể này sẽ có người thôi. Những cái mầm cám này các bác lên để là em sẽ cắt đi để khoe các bác thôi. Nên để vì là cái hoa sữa này nó rất là nhanh, mấy cái ngày nào nó còn bé tí rồi, mới cách đây mấy hôm bây giờ bằng này rồi. Và cái u cục của nó rất là dễ là tạo,
thân của nó rất là mềm mà. Nếu mà để chơi lâu dài ấy, thì cái ngọn kia phải hạ xuống, hạ đến đây này. Ít nhất là phải hạ đến đây, không có thì phải đến tận đây, giật cái mầm mới. Bởi vì cái này nó bắt của chủ cũ để nó là lướt quá, nó hơi cao độ quá. Đấy, và nó lòn ngoằn quá. Hoa sữa tất nhiên nó có cái khó là cái đốt lá nó khá là dài. Tất nhiên là mình không phải, mình có thể thu lại được, nó đơn giản thôi. Đấy, nhưng nếu mà để em sở hữu thì em sẽ làm lại cái này, làm cái ngọn. Tuy nhiên nó không phải cái điểm này, vì sau này phải cho cái ngọn nó to bằng này này, nó tương xứng với cái sẹo kia. Mà muốn cái sẹo kia nó đầy thì phải để cái mầm này, đừng có cắt những mầm cám như em vừa nãy nhé. Em chỉ cắt để khoe các bác nó thoáng thôi. Các bác chơi đừng cắt thì nó đủ u cục và đủ cái ngậm được cái sẹo thì các bác nên cắt, chơi đừng có để như em đó nhá. Đấy, thì cơ bản nó như vậy. Đấy, đang làm cái con điện thoại thôi. Chung là cây này thì nuôi tiếp thôi, sau hạ ngọn xuống thôi, cho cái cổ nó to bằng đầy được sẹo kia, gần đầy một nửa là hạnh phúc rồi, là sẽ làm được. Và cây này thực tế là em tỉa thì phải ghi lại cái dấu ấn này thôi, mà đã từng là cây của mình đã đụng dao đụng kéo vào một tí. Đấy, nói với các bác thế bởi vì là cô bác có dặn em cây này rồi. Đấy, còn cây đi sang này thì chưa, cây đi sang này thì phải chơi. Hai cây này nó cũng làm thành video cho nó hợp lý quá. Đấy, cho lên trên cao kia. Này rất hay các bạn, rất thích. Rồi không quá đẹp nhưng mà lại rất hay. Không quá đẹp nhưng rất hay. Đấy các bác nhìn, linh sa này ổn đấy đúng không các bác? Rất ổn đấy. Rồi, quay thêm tí nữa để kết thúc video các bác nhé. Mưa rồi, mưa mát rồi, không có tưới cây rồi. Hết quay bức rồi. Tán rất đầy, rất sung xuê, rất chảy, rất dài, rất hoành. Rất hoành, rất trực hoành.